Thùy Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365, kênh thông tin tổng hợp những tin tức an ninh an toàn đáng chú ý đã diễn ra trong ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chương trình. Thay mặt ban biên tập, xin kính chúc quý vị cùng gia đình sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng tới với chuyên mục điểm những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 23 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 15.658 ca COVID-19 tại 61 tỉnh thành, có 10.986 ca trong cộng đồng. Hà Nội thêm 2.945 ca COVID-19, số F0 tăng sau nhiều ngày giảm. Đà Nẵng thêm 973 ca COVID-19, có 647 ca cộng đồng. Người dân về Thanh Hóa và Ninh Bình ăn Tết cần những điều kiện nào? Sáng ngày 23 tháng 1, Việt Nam ghi nhận 15.658 ca COVID-19 tại 61 tỉnh thành, có 10.986 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 21 tháng 1 đến nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.707 ca nhiễm mới, trong đó có 49 ca nhập cảnh và 15.658 ca ghi nhận trong nước, giảm 243 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh thành phố, có 10.986 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 2.945 ca mắc mới, tiếp đó là Đà Nẵng với 937 ca, Hải Phòng 745 ca, Hưng Yên 693 ca, Bến Tre 555 ca, Bình Phước 498 ca, Quảng Ngãi 461 ca, Thanh Hóa 443 ca, Bắc Ninh 386 ca, Bình Định 347 ca, Quảng Ninh 338 ca, Đắk Lắk 332 ca, Hải Dương 324 ca, Quảng Nam 319 ca, Vĩnh Phúc 315 ca, Khánh Hòa 305 ca, Thái Nguyên 298 ca, Bắc Giang 286 ca, Thừa Thiên Huế 279 ca, Hòa Bình 265 ca, Nam Định 256 ca, Lâm Đồng 242 ca, Cà Mau 231 ca, Nghệ An 223 ca, Vĩnh Long 220 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 214 ca, Thái Bình 183 ca, Đắk Nông 177 ca, Phú Thọ 177 ca, Tây Ninh 174 ca, Trà Vinh 165 ca, Ninh Bình 158 ca, Quảng Trị 144 ca, Lạng Sơn 138 ca, Hà Nam 120 ca, Kiên Giang 115 ca, Lào Cai 112 ca, Yên Bái 109 ca, Bạc Liêu 108 ca, Bình Thuận 103 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 99 ca, Sơn La 98 ca, Gia Lai 90 ca, Hà Giang 88 ca, Quảng Bình 72 ca, Đồng Tháp 70 ca, Hậu Giang 69 ca, Tuyên Quang 66 ca, Điện Biên 64 ca, Đồng Nai 56 ca, Bình Dương 52 ca, Long An 50 ca, An Giang 44 ca, Cần Thơ 42 ca, Sóc Trăng 40 ca, Cao Bằng 40 ca, Tiền Giang 38 ca, Ninh Thuận 36 ca, Lai Châu 31 ca, Phú Yên 22 ca và Bắc Cạn 15 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.123 ca một ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 135 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội 14 ca, Quảng Nam 27 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 68 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca, Thanh Hóa 2 ca, Đà Nẵng 8 ca, Khánh Hòa 11 ca, Long An 1 ca, Quảng Ninh 2 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.126.444 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 21.545 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.119.854 ca, trong đó có 1.797.875 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 512.636 ca, Bình Dương 292.452 ca, Hà Nội 105.660 ca, Đồng Nai 99.637 ca và Tây Ninh 86.964 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 3.512 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.800.692 ca.
Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.680 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.250 ca, thở oxy dòng cao HFNC 673 ca, thở máy không xâm lấn 132 ca, thở máy xâm lấn 604 ca và ECMO 21 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1 đến nay ghi nhận 153 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội 16 ca, Vĩnh Long 12 ca, Tiền Giang 11 ca, Sóc Trăng 10 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 10 ca, Đồng Tháp 9 ca, Huế 8 ca, Sóc Trăng 8 ca, Cần Thơ 7 ca, Trà Vinh 6 ca, Kiên Giang 6 ca, An Giang 5 ca, Hậu Giang 5 ca, Tây Ninh 4 ca, Bạc Liêu 4 ca, Cà Mau 4 ca, Khánh Hòa 4 ca, Bình Phước 3 ca, Bến Tre 3 ca, Bắc Ninh 2 ca, Nam Định 2 ca, Lâm Đồng 2 ca, Bình Thuận 2 ca, Quảng Nam 2 ca, Bình Định 2 ca, Bắc Cạn 1 ca, Phú Thọ 1 ca, Ninh Thuận 1 ca, Thanh Hóa 1 ca, Đà Nẵng 1 ca và Bình Dương 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 159 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.596 ca, chiếm tỷ lệ 1,7 so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 25 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 trên 49 quốc gia vùng châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 21 tháng 1, có 1.267.425 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 174.965.411 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.843.924 liều, tiêm mũi 2 là 73.764.594 liều, tiêm mũi 3 là 22.356.893 liều. Hà Nội thêm 2.945 ca COVID-19, số F0 tăng sau nhiều ngày giảm. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội ngày 22 tháng 1 công bố 2.945 trường hợp COVID-19 với 605 F0 cộng đồng. Số nhiễm ghi nhận trong ngày tăng 140 ca so với hôm qua. Nhóm bệnh nhân COVID-19 mới trú tại 391 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Các địa phương ghi nhận số F0 lớn nhất trong ngày: Hoàng Mai 137 ca, Đống Đa 132 ca, Thanh Trì 125 ca và Gia Lâm 123 ca. Một số địa bàn xã phường có số ca nhiễm cao hôm nay: Thành Công, Ba Đình, Mễ Trì, Xuân Phương, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Tân Triều, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Mai Động, Tân Mai, Lĩnh Nam, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Trung Phụng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Quan Hoa, Mai Dịch, Cầu Giấy, Đa Tốn, Gia Lâm, Yên Phụ, Tây Hồ, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Ngọc Thụy, Long Biên. Như vậy, kể từ đầu đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 tới nay, địa bàn Hà Nội đã ghi nhận tổng số 108.806 ca COVID-19. Riêng từ thời điểm áp dụng thích ứng an toàn linh hoạt với dịch COVID-19, từ ngày 11 tháng 10, toàn thành phố có thêm 104.768 F0 mới. Hơn 2 tuần gần đây, mỗi ngày thành phố ghi nhận trên 2.800 F0 mới, trong đó ngày 14 tháng 1 là kỷ lục về số ca nhiễm với 2.993 F0, 772 ca cộng đồng. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày 17 tháng 1 tới ngày 21 tháng 1, số nhiễm có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, tới hôm nay đã tăng trở lại. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số F0 mới mỗi ngày. Các quận huyện có số nhiễm cộng dồn lớn nhất từ đầu năm 2021 tới ngày 22 tháng 1 năm 2022 là Hoàng Mai 9.071 F0, Đống Đa 8.781 F0, Nam Từ Liêm 6.085 F0, Hai Bà Trưng 5.962 F0 và Thanh Trì 5.927 F0. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến hết ngày 21 tháng 1, địa bàn thành phố có 66.618 F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 138, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 223, tại các bệnh viện của Hà Nội 3.399, cơ sở thu dung điều trị tuyến thành phố là 1.078, cơ sở thu dung quận huyện là 5.400 và cách ly tại nhà là 56.380. Số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 441 người. Tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là 14.189.484 mũi tiêm, 235.616 mũi bổ sung
và 1.872.158 mũi vaccine nhắc lại. Hiện các hoạt động phòng chống dịch như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, tiêm chủng, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Đà Nẵng thêm 973 ca COVID-19, có 647 ca cộng đồng. Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 973 ca COVID-19, trong đó có 647 ca cộng đồng, 315 ca cách ly tại nhà, 7 ca trong khu phong tỏa và 4 ca đã cách ly tập trung. Cụ thể, 647 ca cộng đồng gồm 355 ca tự đến các cơ sở y tế khám bệnh xét nghiệm, 212 ca tự test nhanh dương tính được các trạm y tế lấy mẫu, 40 ca có triệu chứng được trạm y tế lấy mẫu, 6 ca xét nghiệm định kỳ từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, 20 ca về từ các tỉnh, 5 ca xét nghiệm định kỳ, 1 ca là lực lượng phòng chống dịch, 1 ca là nhân viên y tế bệnh viện phụ sản nhi, 7 ca lấy mẫu tiểu thương chợ Cồn. Quận Thanh Khê là địa phương ghi nhận số ca COVID-19 cao nhất với 208 ca, quận Sơn Trà 171 ca, quận Liên Chiểu 158 ca, quận Cẩm Lệ 157 ca, quận Hải Châu 143 ca, huyện Hòa Vang 77 ca, quận Ngũ Hành Sơn 38 ca. Ngành y tế nhận định có 897 trên 973 ca nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Cộng dồn từ ngày 1 tháng 1 đến nay, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 13.013 ca COVID-19. Người dân về Thanh Hóa và Ninh Bình ăn Tết cần những điều kiện nào? Thưa quý vị, nhiều địa phương đã có phương án phòng chống dịch COVID-19 quản lý chặt người dân về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hiện nay, các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến đường ở Ninh Bình và Thanh Hóa đã được tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Song khi người dân về quê ăn Tết, cũng cần phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình cho rằng không cấm và không hạn chế người dân đến Ninh Bình công tác, làm việc, về quê ăn Tết, sum họp gia đình. Tuy nhiên, người dân khi đến về địa phương cần phải thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế và được lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc SARS-CoV-2 ngay từ ban đầu bằng test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR và có thể dùng kết quả xét nghiệm còn hiệu lực mà người dân đã thực hiện xét nghiệm trong vòng 48 giờ trước để được hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng chống dịch. Sau khi hoàn thành việc khai báo y tế và nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, dù là trở về từ vùng dịch cấp độ nào cũng đều phải được đưa đi cách ly điều trị theo quy định. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính đối với người trở về từ vùng có cấp độ dịch 1-2, thì người dân có thể về nhà tự theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày và thực hiện 5K. Đối với vùng cấp độ 3 màu cam, thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu 7 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly. Nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trở lên hoặc 14 ngày nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Riêng đối với 4 vùng màu đỏ, người dân phải thực hiện cách ly y tế tập trung và tùy vào số mũi vaccine đã tiêm trước đó để thực hiện cách ly theo quy định. Theo ngành y tế tỉnh Ninh Bình, người dân có thể được cách ly tại nhà nếu gia đình có đủ điều kiện về quy định cách ly y tế tại nhà, không cần phải cách ly tập trung. Trong quá trình cách ly hoặc theo dõi sức khỏe, nếu người dân có xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở, đau người, mất khứu giác thì phải liên hệ ngay với cơ sở y tế để được trợ giúp. Còn tại tỉnh Thanh Hóa, người dân từ địa bàn có dịch ở cấp độ 2 khi về quê phải tự theo dõi sức khỏe 7 ngày kể từ ngày về và thực hiện thông điệp 5K. Đối với người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về địa phương tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Người chưa tiêm đủ liều vaccine tự cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày và thực hiện xét nghiệm nhanh vào ngày đầu tiên. Những người chưa tiêm vaccine khi về địa phương phải cách ly tại nhà 14 ngày và thực hiện test nhanh vào ngày đầu và tự theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày tiếp theo. Người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế nếu đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày và test nhanh vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày, xét nghiệm vào ngày 1 và ngày 7 bằng phương pháp RT-PCR và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Những người chưa tiêm vaccine thực hiện cách ly 14 ngày, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 14 bằng phương pháp RT-PCR, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Vụ thổi giá kit test COVID-19 trước khi bị bắt, Giám đốc CDC Bắc Giang nói gì? Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Tuấn, hai bị can khác cũng bị khởi tố cùng tội danh gồm Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Phan Anh, Phan Thị Khánh Vân, chị ruột của Phan Huy Văn. Bước đầu, công an xác định ông Lâm Văn Tuấn đã có hành vi thông đồng, cấu kết với bị can Phan Huy Văn, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và những người liên quan trong việc tổ chức đấu thầu mua kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất với tổng giá trị hơn 148 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, hai bị can Phan Huy Văn và Phan Thị Khánh Vân còn thỏa thuận nhận trên 44 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng do Công ty Việt Á chuyển. Phan Thị Khánh Vân đã chi một phần tiền cho bị can Lâm Văn Tuấn. Đáng chú ý, vào cuối tháng 12 năm 2021, thời điểm trước khi bị khởi tố bắt giam, trả lời phóng viên báo chí, Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn khẳng định: "Tôi không nhận một đồng nào từ Việt Á hay Phan Anh, còn quá trình đấu thầu thì chúng tôi thực hiện theo quy định thuê đơn vị tư vấn." Khi phóng viên thông tin những dấu hiệu định hướng mua hàng của Việt Á trong hồ sơ mời thầu, ông Tuấn cho biết sẽ làm việc với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu. Cùng thời điểm đó, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, qua rà soát trong gần 2 năm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, các sở y tế trên địa bàn tỉnh đều không ký hợp đồng mua máy móc, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế với Công ty Việt Á. Theo lý giải của ông Hiệu, vào tháng 5 và tháng 6 năm 2021, thời điểm Bắc Giang là tâm dịch, địa phương này nhận được sự hỗ trợ của cả nước để thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã chung sức đồng lòng hỗ trợ Bắc Giang máy móc, vật tư, trang thiết bị y tế. Vì vậy, tỉnh Bắc Giang đã chủ động được nguồn sinh phẩm và máy móc phục vụ xét nghiệm. Cùng với đó, trước khi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, ngành y tế Bắc Giang đều tham khảo giá công khai tại cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thực hiện đúng các quy định về đầu tư mua sắm công. Các thiết bị sinh phẩm đều mua với giá phù hợp, thấp hơn mức niêm yết. Như Tiền Phong đã thông tin, dù không ký hợp đồng trực tiếp với Việt Á đúng như ông Từ Quốc Hiệu nói, nhưng CDC Bắc Giang lại mua lòng vòng qua công ty khác. Cụ thể, phần lớn các hợp đồng cung cấp kit xét nghiệm vật dụng y tế cho CDC Bắc Giang trong chống dịch COVID-19 đều có bóng dáng của công ty Phan Anh. Cụ thể, ngày 22 tháng 11 năm 2021, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bắc Giang, CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu, mua sinh phẩm, vật tư lấy mẫu, tiêm chủng và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2021. Theo quyết định này, Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Phan Anh có địa chỉ tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang là đơn vị được CDC Bắc Giang lựa chọn cung cấp chọn gói. Giá trúng thầu là 5,301 tỷ đồng. Trong phụ lục chi tiết của hàng hóa kèm theo quyết định trên có 20.000 test do Công ty Việt Á sản xuất. Ngoài ra, CDC Bắc Giang còn phê duyệt ít nhất 2 gói thầu khác mua kit test của Việt Á. Ngày 24 tháng 9 năm 2020, CDC Bắc Giang lựa chọn Công ty Phan Anh cung cấp chọn gói gói thầu mua sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 lần 4 năm 2020. Hàng hóa là kit xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR do Công ty Việt Á sản xuất với tổng giá trị gói thầu là 1,5 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 11 năm 2020, CDC Bắc Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm kit phát hiện SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của CDC tỉnh Bắc Giang với giá là 6,1 tỷ đồng. Lần này, nhà cung cấp liên doanh Công ty Phan Anh, Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế và Khoa học Suran, hàng hóa là kit test COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất. Chỉ tính riêng 3 hợp đồng nêu trên, CDC Bắc Giang đã mua hơn 12 tỷ đồng kit xét nghiệm của Việt Á. Ngoài 3 hợp đồng bán kit xét nghiệm của Công ty Việt Á nêu trên, Công ty Phan Anh còn được chọn là nhà cung cấp, chọn gói, gói thầu, mua sinh phẩm sàng lọc phục vụ xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 với giá 2,6 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 11 năm 2020, CDC Bắc Giang cũng phê duyệt gói thầu mua sinh phẩm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trị giá 5,6 tỷ đồng và Công ty Phan Anh là đơn vị được lựa chọn. $300 triệu bôi trơn mỗi container xuất khẩu, bắt cán bộ hải quan, công an. Thưa quý vị, mở rộng điều tra vụ chi 300 triệu đồng để được ưu tiên xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bắt tạm giam một cán bộ hải quan và một cựu cán bộ công an. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đức Quỳnh, ngụ tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Ngô Xuân Trường, cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn;
và Phạm Văn Hoàn, nguyên cán bộ công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Như vậy, mở rộng điều tra vụ án vụ chi 300 triệu đồng để được ưu tiên xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam thêm 3 đối tượng. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can 3 đối tượng để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ liên quan đến việc dàn xếp ưu tiên cho xe hàng xuất khẩu qua biên giới Lạng Sơn với giá từ 200 đến 300 triệu đồng một xe. Hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam trước đó về hành vi nhận hối lộ là Lâm Văn Hưởng và Nông Tuấn Anh, cùng là các cán bộ đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đối tượng bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ là Đinh Văn Thìn, sinh năm 1978, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp tự do. Công an tỉnh Lạng Sơn cáo buộc trong thời gian vừa qua, lợi dụng tình trạng ùn ứ phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, Hưởng và Tuấn Anh được giao nhiệm vụ quản lý phát phiếu thứ tự cho phương tiện tại bãi trung chuyển, đã thực hiện hành vi nhận hối lộ nhằm sắp xếp cho các phương tiện được lên cửa khẩu không đúng quy định, quy trình. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng cầu kết thực hiện hành vi phạm tội với số tiền từ 200 đến 300 triệu đồng một xe hàng hóa được xuất khẩu nhanh. Trên thực tế, các xe tại bãi phải chờ từ 13 đến 14 ngày mới có thể thông quan. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.